Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, ngành du lịch Đà Nẵng đã và đang nỗ lực phát triển du lịch xanh. Trong đó, ngành du lịch thành phố xem việc tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ môi trường du lịch là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, khuyến khích khách du lịch sử dụng và mang túi chất liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái chế sử dụng trong khi đi du lịch, đến các khu điểm du lịch tham quan nhằm tạo điểm đến văn minh, thân thiện, hài hòa với thiên nhiên. Bên cạnh đó, với xu hướng du lịch hậu Covid của du khách, thành phố đang đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng theo hướng phát triển xanh. Hiện thành phố đang triển khai đề án phát triển du lịch huyện Hòa Vang, trong đó gắn kết du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, đề án quản lý và phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tác động đến toàn cầu, xu hướng du lịch xanh được dự báo sẽ bùng nổ và được ưu tiên trong mục tiêu phát triển bền vững.